Quý anh chị tuổi Quý Sửu thân mến, để biết được số mệnh của mình trong tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây gặp phải những vận hạn gì, làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm được thời cơ, làm sao để đổi đời hưng vượng, chuyển mình giàu có, công việc thông thuận, tiền bạc đủ đầy, tiền lương, tiền thưởng tăng cao. Hôm nay, mình là Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý anh chị tuổi Quý Sửu trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người đã dự đoán rằng trong tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây sẽ có những dấu hiệu may mắn. Quý anh chị tuổi Quý Sửu hữu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ, giải hung hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Về vận trình cụ thể của quý anh chị tuổi Quý Sửu diễn ra trong tháng 10 âm lịch tới đây như thế nào, làm sao để đón cát xô hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tiền bạc đủ đầy, thì ngay sau đây xin mời quý anh chị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tiên tri tiết lộ, đúng tháng 10 âm lịch năm Quý Mão 2023, tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, được trời ban cho lộc lớn, cực may, cực đỏ, trúng số liên tiếp, đổi đời giàu sang, tiền vàng nhét chật két nếu như biết được cơ mệnh này. Tổng quan tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người sinh tuổi Quý Sửu mang mệnh mộc, được gọi là tang đố mộc, tức gỗ cây dâu. Do mang đặc tính của mộc nên đa phần người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, thường rất hiền lành, đôi lúc có phần nhút nhát. Họ sống thật thà và có lòng nhân từ lớn, ít khi thấy họ tỏ ra cáu gắt hay làm hại ai bao giờ, nếu họ chót làm hại ai thì cũng vô cùng áy náy và dằn vặt bản thân. Trong cuộc sống, người tuổi Quý Sửu rất cần cù, chịu khó, họ có chí tiến thủ nhưng không quá tham vọng với quyền lực. Có thể nói những người sinh năm Quý Sửu tính cách khá trầm ổn, họ là người sống thực tế và tỉnh táo, không bao giờ để tình cảm ảnh hưởng tới chuyện công việc. Nếu chỉ dựa vào tình cảm thì khó lòng thay đổi được suy nghĩ cũng như quyết định của người này. Có nhiều chuyện nếu người khác xin ý kiến của họ thì chắc chắn họ sẽ thường nghiêng về phương án an toàn. Nắm chắc phần thắng trong tay nhất, họ rất tự tin và không bao giờ chịu thỏa hiệp, cũng ghét sự yếu hèn, bạc nhược. Tính cách khô khan và cứng nhắc, lại thẳng thắn, trực tính nên người tuổi Sửu, sinh năm 1973, dễ gây phật lòng, đắc tội với người khác. Đây là nhược điểm mà người này nên khắc phục. Những người tuổi Quý Sửu đã có gia đình thì càng phải hài hòa hơn, đừng tranh cãi với con cái của mình, hãy trân trọng hạnh phúc mình đang có, yêu thương gia đình, tạo nhiều cơ hội và điều kiện để các thành viên trong gia đình nói chuyện tâm tình với nhau. Cuộc đời người tuổi Quý Sửu có gặp nhiều khó khăn, nhưng họ đều biết cách vượt qua để tạo lập sự nghiệp cho bản thân. Chúng ta hãy cùng nhìn lại quãng đường mà Quý Sửu đã đi qua. Kỳ thực trải qua sóng gió của cuộc đời, Quý Sửu cũng tôi rèn ra con người mình một bản thân cứng cỏi. Ở độ tuổi này Quý Sửu luôn nhìn thấy vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ. Quý Sửu giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cầu thả, nông nổi, bột chộp, bất kể đứng từ góc độ nào mà nhìn, đều không cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị và một khi đã cầm lên đọc là không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Quý Sửu như là một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh, sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ và mất đi khí tiết, trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thì như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Quý Sửu là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình để khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Với Quý Sửu, đó lại là một loại thong dong, tâm tính tựa như ánh sáng mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền tâm vững chí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Đó cũng là một loại cảnh giới, chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường suy nghĩ có trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Nếm trải cuộc đời, kỳ thực Quý Sửu cũng hiểu được rằng, một đời người có thể gặp phải rất nhiều sự tình,
tựa như mỗi lần chớp mắt lại là một vấn đề phát sinh, chúng đột nhiên xảy ra khiến ta không kịp trở tay, bất ngờ ập xuống, bất ngờ phát sinh. Cũng như vậy, một người sống trong hiện thực của xã hội sẽ phải chịu những thiệt thòi, phải chịu ủy khuất, đó là chuyện rất bình thường. Đồng nghiệp nói năng lỗ mãng, khinh mạn bạn, đơn vị làm việc bất công làm tổn thương bạn, cử chỉ lời nói của lãnh đạo không để mặt mũi bạn. Hết thảy những điều này đều không có gì đáng ngại, đều cần rộng lượng mà bỏ qua, đạm nhiên mà xử lý. Nếu cả ngày vây quanh mình là những chuyện suy tính quẩn quanh, bản thân lúc nào cũng cân đo thiệt hơn, được mất, lòng dạ hẹp hòi như thế, sao có thể thảnh thơi mà sống cho được. Tuy nhiên, chính bởi hội tụ trong bản thân tinh hoa của người mệnh mộc, nên Quý Sửu là người sống công bằng, cởi mở, coi trọng lý lẽ và các mối quan hệ xã giao ngoài xã hội. Chính nhờ vậy mệnh chủ Quý Sửu có cho mình những mối quan hệ chất lượng, nên hỗ trợ được rất nhiều người trong cuộc sống cũng như sự nghiệp phát triển không ngừng, gặt hái được sự thành công nhất định về địa vị cũng như tài lộc cho bản thân. Bước sang tháng 10 âm lịch năm 2023, người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973 gặp nhiều khó khăn trong vận trình, nhưng cũng có được cát tinh cao chiếu. Chỉ cần quý vị hiểu rõ được vận mệnh thì ắt sẽ có cách hóa giải mà đón được nhiều cát lành, tránh được điểm dữ trong cuộc sống của mình. Tiếp theo là vận trình tổng quan tháng 10 âm lịch của tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Tháng 10 âm lịch này, vận khí Quý Sửu lên xuống khá bất thường, có thăng có trầm, có tốt có xấu, bản mệnh được thiên đức cát tinh soi chiếu, nên những khó khăn tồn đọng trước đó đều được giải quyết ổn thỏa, làm việc thuận lợi, mọi thứ tiến triển tích cực. Tuy nhiên, con giáp này lại không được nguyệt lệnh ủng hộ, nên làm gì cũng phải dè chừng, đảm bảo kết quả thành công mỹ mãn. Trái lại, vội vàng hấp tấp chỉ khiến cho bản thân chuốc lấy thất bại. Tháng này Quý Sửu có tài tinh chiếu mệnh, nên thu nhập có sự cải thiện nhất định. Tuy nhiên, do vận khí bấp bênh nên vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để đầu tư ồ ạt ở quy mô quá lớn, kẻo lợi bất cập hại, làm gì cũng phải biết điểm dừng, kẻo tham thì thâm. Tử vi tháng 10 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch dự báo, phương diện tình cảm của Quý Sửu trong tháng mới có nhiều khởi sắc, hồng loan đứng bóng mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp. Đặc biệt cho người độc thân, bản mệnh càng chủ động trong các mối quan hệ thì càng dễ gặp may, sớm tìm được người trông lối. Tuy nhiên, sức khỏe trong tháng không được thuận lợi cho lắm, có hung tinh chiếu mệnh khiến thể trạng sa sút. Tuổi Quý Sửu có thể chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, dẫn đến mệt mỏi về cơ thể, chán ăn, rối loạn giấc ngủ. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên cẩn thận khi đi lại, đề phòng tai nạn, va vấp, bị thương. Dựa trên mối quan hệ giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định hung cát của tuổi Quý Sửu, thông qua 4 phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm, gia đạo và sức khỏe, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 10 năm 2023 của tuổi Quý Sửu âm lịch, được thiên đức cát tinh soi chiếu, thái tuế che chở, nên công việc của bản mệnh có tiến triển theo khả quan. Bản mệnh có thể thuận lợi giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trước đó, gặt hái không ít thành quả rực rỡ. Nếu biết tận dụng những lợi thế đang có, xây dựng mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bản mệnh còn được nhiều người giúp đỡ, không chỉ ở thời điểm hiện tại, mà còn về lâu dài, nếu phải đưa ra quyết định quan trọng, đừng vì cái lợi trước mắt mà mất đi lợi ích lâu dài, cần phải nhìn xa, trông rộng. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi đó, vẫn còn tồn tại những thách thức nhất định dành cho Quý Sửu trong tháng mới. Điềm báo tử vi cho thấy, vận khí của bạn vẫn còn nhiều bấp bênh, lúc tốt lúc xấu, diễn tiến khá khó lường, nên cần phải thận trọng để không rơi vào tình huống bất ngờ, mà để đánh mất cơ hội. Công việc có lúc thuận lợi vô cùng, làm gì cũng đạt, nhưng cũng có giai đoạn động đâu hỏng đó. Càng cố gắng thì lại càng phí công vô ích, rồi cũng có lúc bạn buông xuôi, không làm gì nữa, thì tự nhiên lại có tin vui đến. Cũng bởi nguyệt lệnh lâm tuyệt ở Sửu, khiến cát khí bị suy yếu, càng về cuối tháng, công việc càng nhiều áp lực, đòi hỏi tuổi Quý Sửu cần bình tĩnh, sáng suốt mới không phạm sai lầm. Dẫu vận trình lên xuống khó nắm bắt là thế, nhưng cái chính sự thành hay bại là do bản thân quyết định, yếu tố vận mệnh chỉ là phụ, đừng quá đặt nặng may rủi. Một khi bạn hạ quyết tâm và kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng, sẽ không có khó khăn trở ngại nào ngăn cản nổi bước tiến của bạn. Tháng này, còn có bạch hổ hung tinh xuất hiện, bản mệnh sẽ vất vả ngược xuôi hơn nhiều. Đa phần là do tự bản thân phải đứng ra lo liệu công việc, nên khó có giây phút nào an nhàn, ngồi yên một chỗ hưởng phúc. Dù vậy, nỗ lực của bạn rồi sẽ đem lại thành quả xứng đáng, gặp khó chớ vội buông xuôi. Nhìn chung, con giáp này làm gì cũng phải dè chừng, đảm bảo kết quả thành công mỹ mãn. Trái lại, vội vàng hấp tấp chỉ khiến cho bản thân chuốc lấy thất bại.
Về mặt tài lộc, trong tháng 10 âm lịch, Quý Sửu có tài tinh là thiên tài chiếu mệnh, nên thu nhập có nhiều dấu hiệu tăng tiến, cuộc sống nhờ đó cũng có sự cải thiện nhất định. Nhờ có thiên đức cát tinh soi chiếu, nên các mối hợp tác làm ăn, quan hệ xã giao tốt đẹp, đem tới nhiều khoản lợi nhuận cho con giáp này, tiền bạc thêm phần rủng rỉnh. Người làm công ăn lương sẽ đón tin vui về thăng chức, tăng lương. Người kinh doanh buôn bán, có chuỗi ngày làm việc hiệu quả, một ngày có thể đạt doanh thu bùng nổ, làm việc một vài ngày sẽ tiêu cả tháng. Tuy nhiên, Nguyệt lệnh lâm tuyệt báo hiệu vận khí bấp bênh, có thể gây ra những biến động lớn về tiền bạc. Tài lộc tuy khởi sắc nhưng không đều, điều này cho thấy tháng này vẫn chưa phải ở thời điểm thích hợp để Quý Sửu đầu tư ồ ạt ở quy mô quá lớn. Kẻo lợi bất cập hại, làm gì cũng phải biết điểm dừng, kẻo tham thì thâm. Ngoài ra, bạn cũng nên chú trọng hơn việc tích cóp, kiếm được tiền mà không tích lũy thì tiền núi cũng sẽ cạn kiệt. Bạn nên xây dựng kế hoạch quản lý tài chính thích hợp, nếu không có kinh nghiệm thì có thể nhờ người thân, người đáng tin cậy để tay hòm chìa khóa giúp đỡ mình. Về mặt tình cảm, gia đạo, nhân duyên rộng mở nhờ có Hồng Loan nâng đỡ, phương diện tình cảm Quý Sửu trong tháng 10 âm lịch cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc tích cực. Cục diện thái tuế này mở ra nhờ cuộc gặp gỡ bất ngờ, nhưng rất có tiềm năng cho người độc thân. Sức hút của bạn lan tỏa, đi đâu cũng được mọi người dành sự yêu mến, ngưỡng mộ. Tháng này, người độc thân càng chủ động trong các mối quan hệ thì càng dễ gặp may, sớm tìm được người chung lối. Song tính tình người tuổi Quý Sửu đôi khi mạnh mẽ quá mức cần thiết, cũng có xu hướng áp đặt người khác, bảo thủ và kén chọn trong chuyện tình cảm. Với những ai hiểu bạn thì không sao, người không hiểu bạn sẽ cho rằng bạn chảnh, không tôn trọng họ, gây ấn tượng xấu. Bạn nên điều chỉnh lại bản thân ở mặt này để nhân duyên rẽ lối dẫn đường. Trái ngược với người độc thân, tình cảm lứa đôi vẫn tồn tại nhiều bấp bênh, chưa thể ổn định được. Nguyệt lệnh lâm tuyệt khiến tính tình con giáp này có phần cứng nhắc, suy nghĩ bế tắc, không thông suốt, tâm hồn khô cằn, thiếu sự lãng mạn là rào cản lớn khiến tình yêu lứa đôi gặp trở ngại. Vì vậy, hai bạn dành nhiều thời gian để chia sẻ và hiểu nhau hơn. Người đang trong quá trình tìm hiểu, nếu tính chuyện hôn nhân lúc này chưa phù hợp, nên cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định. Về mặt sức khỏe, tử vi tháng 10 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch cho biết, tháng 10 tuổi Quý Sửu có hung tinh nguyệt lệnh lâm tuyệt chiếu mệnh, bệnh phù đả kích, nên sức khỏe có phần sa sút khó đoán, thời trang không lý tưởng. Tuổi Quý Sửu có thể chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết thay đổi, dẫn đến mệt mỏi về cơ thể, chán ăn, rối loạn giấc ngủ. Bản mệnh còn chịu tác động của hung tinh Bạch Hổ, dễ vướng phải những xui xẻo như té ngã, bị các vật nhọn đâm dẫm tới họa huyết quang. Bản mệnh sắp xếp đồ đạc trong nhà gọn gàng, để dao kéo vào chỗ kín, hạn chế tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho Quý Sửu, sinh năm 1973. Trong tháng 10 âm lịch 2023. Tử vi tuần 1, tuổi Quý Sửu, tháng 10 âm lịch 2023. Tử vi tuần mới của 12 con giáp thấy rằng, người tuổi Quý Sửu có một tuần sinh động, đón tin vui liên tiếp về cả phương diện học hành và công việc. Không còn thấy hình ảnh của một người ủ rũ ưu phiền nữa, tuần này sẽ thấy tuổi Quý Sửu lột xác thành người mới và sức sống tràn trề. Nguồn năng lượng bùng nổ, làm gì cũng hăng hái, nhiệt huyết và đạt thành công bất ngờ. Công việc cũng như thời tiết, lúc thế này lúc thế khác, điều quan trọng là Quý Sửu phải điều chỉnh được cảm xúc của mình. Dù việc nhiều hay ít, dễ dàng hay khó khăn, chỉ cần bạn lạc quan sẽ nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết. Bí quyết thành công của con giáp này chính là đây, trong thứ 3 và thứ 6, vận quý nhân đạt mức đỉnh điểm, bản mệnh gặp nhiều may mắn trong công việc. Nếu biết chớp thời cơ, thể hiện năng lực của bản thân, con đường tiến thân về công danh của bạn ngày càng rộng mở. Người kinh doanh buôn bán sẽ thu nhiều nguồn lợi trong tuần, tài lộc dồi dào, tiền trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh. Bạn có thể nghĩ tới chuyện hợp tác với người tuổi Dậu hoặc Mão để thu về nhiều lợi nhuận hơn nữa. Họ chính là quý nhân, đồng thời là đối tác có tiềm lực kinh tế mạnh mẽ, giúp đỡ rất nhiều cho con đường làm giàu của bạn. Tuy nhiên, trong tuần có sự xuất hiện của thiên cầu hung tinh, ảnh hưởng chủ yếu tới phương diện sức khỏe, bản mệnh cần chú trọng việc ăn uống, dưỡng sinh và tập luyện thể thao để phòng một số bệnh truyền nhiễm như cảm cúm, sốt virus, sốt xuất huyết. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, Dậu, Tuất, tiểu nhân, Thìn, Mùi. Màu sắc may mắn, xanh lá cây, nâu. Con số may mắn, 58, 39, 45. Tử vi tuần 2, tuổi Quý Sửu, tháng 10 âm lịch 2023. Bước sang tuần này, người tuổi Quý Sửu ung dung tự tại, nhàn hạ hơn rất nhiều,
tiến trình mọi việc đều diễn ra theo ước muốn của bạn. Không cần lo nghĩ quá nhiều, thay vào đó cứ tập trung làm việc theo kế hoạch đã đặt ra, không phải vắt óc suy nghĩ mà hiệu quả lại cao. Đây là thời điểm lý tưởng để bản mệnh triển khai những ý tưởng sáng tạo hay dự án mới, khởi nghiệp cũng là lựa chọn phù hợp. Vận trình trong tuần của Quý Sửu khá sáng, hãy kiên trì theo đuổi mục tiêu, thành công sẽ sớm mỉm cười với bạn. Người làm chủ, kinh doanh, buôn bán, có một tuần làm ăn vào cầu, tài lộc ùn ùn kéo tới, nhất là những công ty vừa mới thành lập không lâu. Sẽ có cơ hội hợp tác với đối tác tiềm lực kinh tế vững mạnh, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, nghề tay trái đều lý tưởng. Dù phải chi tiêu khá nhiều, có nhiều khoản chi phí phát sinh, nhưng bạn vẫn rủng rỉnh vì luôn luôn có được sự chuẩn bị kỹ càng chu đáo. Vì sức khỏe của tiểu hao hung tình quá lớn, nhưng cũng đừng vì thế mà lơ là ra đường mang theo một ít tiền mặt và nhớ đừng tỏ thái độ khoe của kẻo tiền mất tật mang. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, tỵ, ý, tiểu nhân, ngọ, hợi. Màu sắc may mắn, bạc, đen. Con số may mắn, 66, 19, 46. Tử vi tuần 3, tuổi Quý Sửu, tháng 10 âm lịch 2023. Xem tử vi cho thấy, vận trình tuần này và tuần trước của người tuổi Quý Sửu có sự hoán đổi cho nhau, các chỉ số hung vận và cát vận thay thế vị trí của nhau. Nếu tuần trước bản mệnh sở hữu vận trình rực rỡ, tuần này vận khí đi xuống làm gì cũng phải thận trọng, kẻo rước họa vào thân. Ngay từ đầu tuần, tinh thần làm việc của bạn đã có dấu hiệu xuống dốc, bản mệnh tỏ vẻ bất mãn với những quyết định của cấp trên, không hài lòng với công việc hiện tại, bạn cho rằng bản thân đã cố gắng và cống hiến hết mình vì tập thể rất nhiều, nhưng lại không nhận được là bao, nghĩ nhiều thành ra luẩn quẩn, tiêu cực, ảnh hưởng xấu tới kết quả công việc. May mắn mệnh chủ nương nhờ thiên đức cát tinh, công việc vẫn tiến triển đều đều, chưa tới mức trì trệ hoặc phạm phải sai lầm lớn. Hàng loạt những nỗi lo về tài chính và định hướng trong sự nghiệp bào mòn sức khỏe của Quý Sửu ghê gớm. Trong tuần, bạn nên dành nhiều thời gian chăm chút cho bản thân hơn, tránh xa những rắc rối, thị phi trong công việc, làm nhiều nói ít, giữ đầu óc thảnh thơi. Đời sống hôn nhân gặp phải không ít trở ngại, vợ chồng cãi vã vì chuyện liên quan đến tiền bạc, các mối quan hệ gia đình nên nhớ lùi lại một bước biển rộng trời cao, nhượng bộ để có được bình an cũng xứng đáng. Vợ chồng mới cưới khó tránh khỏi bất đồng, dù trong tình huống nào, hai bên cũng không nên to tiếng trước mặt người khác để giữ thể diện cho nhau. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, y, dậu, tiểu nhân, mùi, mão. Màu sắc may mắn, đen, xanh da trời. Con số may mắn, 42, 48, 65. Tử vi tuần 4, tuổi Quý Sửu, tháng 10 âm lịch 2023. Tử vi tuần mới báo hiệu, một tuần khá dễ chịu với Quý Sửu, tuy không thể thiếu được những khó khăn, nhưng với tâm thế thoải mái và tự tin, bản mệnh hoàn toàn có thể vượt qua, chiến thắng những thử thách. Và đặt ra chính tài xuất hiện, lại là thực thần theo sau bảo hộ, vận trình tài lộc tăng tiến khá nhanh. Mọi chuyện bạn lên kế hoạch đều được thực hiện khá suôn sẻ và mang lại cho con giáp này nguồn thu ổn định. Tuy nhiên trong tuần, vẫn đang có kiếp tài ẩn nấp, nên có thể xảy ra một vài rắc rối rất nho nhỏ về tài chính. Song chỉ cần bạn có thể vững vàng ý chí thì đều có thể hóa hung thành cát. Công việc không có quá nhiều điều phải lo lắng, thái âm cát tinh phù trợ cho công việc lẫn nhân duyên, đặc biệt là nữ mệnh, bạn quá may mắn khi được lòng mọi người xung quanh. Đi đâu cũng có người giúp đỡ, nên công việc tiến triển hanh thông thuận lợi, đừng để ưu thế của mình mất đi, mà hãy biết tận dụng thế mạnh nhân duyên của bản thân. Được Thái Dương ưu ái trợ lực, soi đường dẫn lối, Quý Sửu thông tuệ nhanh chóng tìm ra định hướng công việc, ủng hộ, củng cố con đường công danh, sự nghiệp, một khi công việc thuận lợi, tài lộc cũng vì thế mà phất cao, tiền bạc song sinh không phải ưu sầu, lo lắng. Sức khỏe của những người tuổi Quý Sửu nhìn chung là ổn định, tuy cần phải lưu ý các bệnh liên quan đến hệ hô hấp như ho hắng, viêm phổi. Thời tiết nắng nóng việc sử dụng điều hòa là không tránh khỏi, ngồi điều hòa quá lâu cũng là nguyên nhân khiến tình trạng viêm họng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa, vấn đề về da dẻ cũng trục trặc nên hạn chế được thì càng tốt. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, tỵ, hợi, tiểu nhân, thìn, ngọ. Màu sắc may mắn, trắng, xanh lam. Con số may mắn, 22, 65, 67. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, qua câu chuyện nước giếng và nước sông sau đây, để thấy rằng cứ mỉa mai sự yếu kém của người khác, thực ra lại đang tự làm tổn thương chính mình mà thôi. Câu chuyện nước giếng và nước sông. Chuyện kể lại rằng, có lần nước giếng tình cờ gặp được nước sông và cả hai cùng tỏ ra khá bất ngờ vì cuộc hội ngộ này. Nước giếng lên tiếng chào hỏi trước,
nhưng giọng điệu không giấu được sự tò mò, hoài nghi. Bạn ơi, bạn là ai thế? Nước sông đáp, chào bạn, mình là nước sông, bạn cũng biết mình, còn bạn là ai vậy? Nước giếng trả lời kèm theo một câu hỏi, mình là nước giếng, sao lại lạ vậy nhỉ? Tại sao có nước giếng rồi, mình vẫn còn có cả nước sông cơ chứ? Nước sông không chịu nhường nhịn, lập tức đáp lời, thế bạn không biết rồi, nếu không có nước sông thì vạn sự vạn vật đều không thể sinh tồn được. Trong nước sông của mình có chứa nhiều sinh mệnh khác nữa, hằng hà sa số là các loại cá và sinh vật khác, có phải có nước sông để tồn tại. Thế nước giếng của bạn có làm được gì không? Vì theo tớ thấy, dù không có các cậu, thì thế giới vẫn phồn hoa đấy thôi. Nước giếng nghe xong liền nói, nước sông các bạn có thể đi đến từng ngóc ngách của thế giới không? Vậy mà nước giếng chúng mình lại có thể làm được. Thế này nhé, bất kể là ở nơi đâu, chỉ cần đào đất lên là chúng mình có thể phục vụ nhu cầu của mọi người rồi. Hơn nữa, con người có thể lấy hoài cũng không hết, dùng hoài mà vẫn còn, không có nước sông các bạn thì vạn vật vẫn sống tốt thôi. Có một người khách du lịch đi ngang qua và nghe được câu chuyện nước giếng và nước sông, người này mới nói với cả hai rằng, hai người tranh giành nhau thì có ích gì cơ chứ, kỳ thực hai bạn đều rất quan trọng, mỗi một dòng nước đều là một bộ phận không thể thiếu trên thế giới này. Các bạn có biết cả hai tại sao lại phát sinh tranh luận với nhau không? Là vì trong tâm cả hai chỉ có chính mình, chỉ coi mình là quan trọng. Đều là lấy sở trường của mình mà so với khuyết điểm của người khác. Nếu biết nhìn vào sở trường của người khác thì mới thấy bản thân mình lúc nào cũng còn thiếu kém. Nước sông và nước giếng nghe xong thì đều xấu hổ và làm hòa với nhau. Kể từ đó, cả hai sống vui vẻ hòa thuận và tương trợ cho nhau, mang lại lợi ích cho nhiều người hơn nữa. Tâm phân biệt so sánh, chúng ta dùng tham ái và si mê để so sánh với cái khác, nên sự phân biệt lớn nhỏ và người sang kẻ hèn, người khôn kẻ dại. Lời dạy về giá trị con người đã chỉ ra rằng, mỗi người có một vai trò nhất định trong cuộc đời này, do đó, mọi sự so sánh đều chẳng đáng và cũng không cần thiết. Do đó, nếu người may mắn có cả bố lẫn mẹ, thì đừng chê người ta là con hoang, nếu có được gia đình hạnh phúc, cũng đừng coi thường những người đã ly hôn. Cũng đừng khinh thường những người bất hạnh trong hôn nhân, càng không nên đào bới vết thương của người khác. Bởi mỗi người trong chúng ta đều có sự lựa chọn cho riêng mình và tự chịu trách nhiệm với nó, nếu không thông cảm được thì cũng đừng khiến họ thêm đau đớn. Tâm phân biệt so sánh cũng là khởi nguồn cho lòng đố kỵ, một tâm vô cùng xấu và có thể gây ra nhiều hậu họa. Con người chỉ đang làm khổ nhau thêm vì tâm tham lam, ích kỷ, hẹp hòi, vì tâm si mê ganh ghét, muốn bảo vệ quyền lợi cho chủ nghĩa cá nhân của mình mà thôi. Thực ra, nếu có cái nhìn bao quát hơn, chúng ta sẽ nhận ra rằng cuộc sống cuộc đời cơ bản cũng chẳng hề khác biệt, chỉ là bạn cứ để tâm phân biệt so sánh làm lu mờ trí tuệ của mình mà thôi. Theo như Đức Phật nói, thì tất cả chúng ta cũng chỉ là một thể đồng nhất, dù là doanh nhân thành đạt hay một người đầy học thức, cho tới người sửa xe đạp, quét rác, cũng không khác nhau là mấy, chẳng ai hơn ai, cũng chẳng ai thua kém ai, doanh nhân cũng phải vất vả kiếm tiền, người quét rác vẫn chăm chỉ mỗi ngày để mưu sinh. Có thể thấy, cả cuộc đời mình, mục tiêu và ý nghĩa cuộc sống của tất cả họ đều nằm trong một vòng tuần hoàn, cơm áo gạo tiền, truy tìm hạnh phúc mà thôi. Học để hiểu rằng, những điểm tương đồng bên trong mọi vật, tất cả đều thật sự tương đồng, đều trống rỗng, thấy mọi người như nhau, không tốt, cũng không xấu, không thông minh, cũng không ngu dốt. Khi đã học được, biết được sự tương đồng bên trong mọi vật, lúc bấy giờ, bạn sẽ biết cách cư xử, đối diện với những bất đồng bên ngoài một cách khôn ngoan và hiểu biết, nhưng cũng đừng dính mắc với sự tương đồng nữa. Vì quá sân si nên ta chẳng cần để ý tới vấn đề của mình, nhưng rất hào hứng về chuyện người khác, đặc biệt chớ vội đánh giá ai qua lời của người khác, kẻo chính bạn nhận về trái đắng. Ngày nay, sự thuận tiện của mạng xã hội nên nhiều người còn tỏ vẻ hả hê, bới móc cái xấu của người khác mà chê bai, lôi cả những chuyện trong quá khứ ra để đánh giá một con người, như thể trên đời này chỉ toàn những kẻ xấu xa vậy. Sự thật thì, phàm là con người thì ai chẳng có lỗi lầm, nếu cứ mãi miết đi chỉ ra vấn đề của người khác, còn tâm mình thì hoang vắng, cỏ mọc đầy lối lại không quan tâm, thì thật là dại khờ. Đến khi bản thân mình bị người khác chê bai ngược lại, thì nổi giận, hoang mang, sợ hãi, cuối cùng chính mình đã rơi vào cái bẫy của mình đã bày ra, lúc này có hối hận cũng đã quá muộn màng. Nếu người ta có lỗi thật, thì không thoát khỏi nhân quả báo ứng, chẳng cần bạn phải lên tiếng, đừng vì lỗi lầm của họ mà bạn lại trở thành người phạm lỗi, tự rước họa vào thân. Thế nên cần biết, làm người hãy bao dung, bỏ qua lỗi lầm của người khác, buông tha cho đối phương cũng là mở ra cho mình một con đường. Có câu nói rằng, làm người chừa lại một lối đi, ngày sau còn dễ gặp mặt, chừa lại một chút đường lui và bậc thềm cho tương lai, là người điềm đạm, sống thật tâm mình. Những ai còn thích chê bai, thì chỉ chiết người khác,
thực ra đang cho thấy sự thiếu tu dưỡng của họ mà thôi. Vì người hiểu biết sẽ hiểu rằng, cuối cùng thì dành thời gian để sửa mình, chứ không nên lãng phí công sức để đi sửa người khác. Thực sự có tu dưỡng, người đều sống khiêm tốn, không tùy tiện hiển lộ tài năng hay chê bai người khác. Đừng cho rằng mình là kẻ thay trời hành đạo. Một trong những điều đại kỵ nhất trong đạo làm người của mình là tự cho mình cao quý mà xem thường người khác. Đừng kiêu ngạo xem thường người khác. Một cái ly được xem là lớn khi so sánh với một cái chén nhỏ, nhưng khi đặt cạnh cái bình thì ly không còn lớn nữa. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi tháng 10 âm lịch, năm Quý Mão 2023 của tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi chúc quý vị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.